hồi dịp tết nguyên đán ông trương một gia chủ ở tỉnh hà bắc trung quốc đã gặp phải tình huống đáng lo ngại trong lúc kiểm tra căn hộ mới để đánh giá độ bền của trần nhà ông trương chỉ dùng chiếc que chọc nhẹ một lượng lớn đá và xi măng đã đổ xuống rớt khỏi trần nhà lộ rõ công trình bị thi công gian dối chỉ một lực tác động nhỏ cũng khiến lớp sơn tường bị bong ra gây nguy hiểm Bà Lưu, một chủ nhà khác cho biết hy vọng sẽ được giao cho căn hộ mới có chất lượng. Tuy nhiên khi nhìn thấy cảnh tượng, bà đặt nghi vấn, tường nhà ai lại vỡ vụn kiểu như vậy. Người kiểm tra lưu ý, bệ cửa sổ xây rỗng ruột nên dễ vỡ, khi chạm vào dễ bung ra, thiếu độ bền và chắc chắn. Lớp vữa xi măng bong ra dễ dàng khi cào nhẹ, chỉ ra tình trạng lỏng lẻo, giới xây dựng gọi là chỉ có cát hay công trình đậu phụ. Gạch vữa bên trong không dính kết, nó vỡ vụn khi tiếp xúc. Ông Hoàng, một chủ nhà khác, cho biết căn nhà mới mua có giá chưa tới 3 triệu nhân dân tệ. Ông chi thêm 1 triệu nhân dân tệ để trang trí nội thất, nhưng nhà sớm bị nứt. Ông Hoàng nghi ngờ nền móng bị sụp lún, lúc đào lên kiểm tra, phát hiện bên dưới là một đống xà bần. Người kiểm tra lưu ý, nhiều loại rác thải xây dựng tìm thấy, bao gồm sắt vụn, vật liệu cách nhiệt bỏ đi và bao rác. Ông Hoàng cho biết hiện ông nghi ngờ rằng toàn bộ sàn nhà và có thể cả tòa nhà xây đè trên đống xà bần xây dựng mới đây một cư dân mạng lắp cửa sổ trong một khu dân cư đã đăng clip ngắn lên mạng tiktok trung quốc với nội dung nhà sập rồi đừng nói về vấn đề cửa sổ của tôi nữa hãy nhìn bức tường bê tông bạn có thể dùng cả tay không để khui bung nó ra loại công ty phát triển nhà nào làm ăn kiểu này chứ nhà thì hết giá hàng triệu đô nhưng dự án công trình kém chất lượng các bạn nói tôi có nên tố cáo công ty xây dựng này không không nghi ngờ gì tòa nhà này sẽ chóng sụp đổ trong khi đây thậm chí còn là một khu đô thị mới cơ đấy đoạn video đã thu hút được sự chú ý rộng rãi với những bình luận gợi ý rằng chủ nhà phải nộp đơn khiếu nại vì kém chất lượng khó có thể chịu nổi những trận động đất nhỏ làm nổi bật mối nguy hiểm tiềm tàng trong dịp tết nguyên đán trong khi người dân ăn mừng bằng pháo hoa lộng lẫy thì hoạt động này đã dẫn đến nhiều vụ tai nạn cháy nổ ở các khu dân cư Hôm 3 tháng 2, một vụ nổ do đốt pháo hoa đã cháy thủng một lỗ lớn trên bức tường bên ngoài cửa tòa nhà trong khu dân cư ở Lạc Dương, Hà Nam, kèm theo khói và lửa, nhấn chìm bầu trời đêm, khiến người dân hoảng sợ. Một nhân chứng cho biết pháo nổ lớn điếng cả hồn. Người dân trong cộng đồng đã đăng tải hình ảnh và video về hiện trường lên mạng xã hội, đồng thời đưa ra bình luận đặt câu hỏi, liệu có phải do pháo mạnh hay do chất lượng tòa nhà kém? Có tòa nhà nào lại xây kém chất lượng như vậy không? Có phải tường vách được làm từ giấy không? Ngay cả lựu đạn còn chưa nổ phá được tường vách đến như vậy có phải không? Tường cách nhiệt bên ngoài các tòa nhà chung cư có chống cháy không? Hãy cùng xem video dưới đây. Vào đêm giao thừa, hôm 9 tháng 2, tại một khu phố thuộc huyện Lâm Phần, tỉnh Sơn Tây, một cư dân mạng ghi lại khoảnh khắc mọi người đốt pháo hoa. Khi pháo hoa nổ tung trên bầu trời, các tia lửa xẹt ngang các tòa nhà chung cư gây bùng cháy một đám lớn. Hai vụ cháy do pháo hoa gây ra đã làm dấy lên cuộc tranh luận về chất lượng vật liệu cách nhiệt dùng cho tường vì lo ngại sự an toàn của hàng nghìn hộ gia đình. Một cư dân mạng chỉ trích trong video, theo quy định do chính phủ ban hành, hiệu suất chống cháy của vật liệu cách nhiệt bên ngoài các công trình dân dụng phải đạt loại A và không được thấp hơn hạng B2. Hạng A dùng để chỉ tòa nhà dùng vật liệu chống cháy, trong khi loại B2 là vật liệu xây dựng dễ cháy, có một số chức năng chống cháy. Vì vậy, tường của các tòa nhà dân cư nói chung phải có khả năng chống cháy. Những bức tường này được làm bằng xốp hay giấy. Chỉ cần một tia lửa pháo hoa cũng có thể gây cháy nhà. Nhưng làm cách nào trước khi kiểm tra xây dựng lại cho thông qua công trình chung cư này chứ? Những cư dân mạng khác bình luận, nếu lửa pháo hoa có thể làm cháy lớp cách nhiệt bên ngoài bức tường, vậy nhỡ hỏa hoạn bùng phát ở một căn hộ gia đình có thể dẫn đến một vụ tai nạn tàn khốc nhấn chìm cả một tòa nhà. Thật là kinh khủng một số vật liệu nếu chiến tranh nổ ra, thành phố sẽ là biển lửa. Thậm chí có người còn nói đùa, người đốt pháo bây giờ đang gặp rắc rối, vô tình phát hiện ra công trình xây dựng kém chất lượng, bây giờ họ mới là người phạm pháp. Những năm gần đây, tình trạng cháy nổ tại các tòa nhà cao tầng do vật liệu cách nhiệt hoặc cháy lan do vật liệu cách nhiệt ngày càng gia tăng. Khoảng 2 giờ chiều ngày 22 tháng 8 năm 2023, một đám cháy bùng lên ở khu Vạn Hựng Đường, quận Nam Khai, thành phố Thiên Tân khởi đầu ngọn lửa bén lên từ một bên dưới của tòa nhà rồi nhanh chóng bùng lên tầng thượng chỉ trong vài phút. Ngọn lửa dữ dội và khói dày đặc cuồn cuộn bốc lên. Rất may, vụ cháy không có thương vong về người. Hôm 16 tháng 9 năm 2022, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại tòa nhà trung tâm viễn thông China Telecom Trường Sa, tỉnh Hồ Nam. Vụ hỏa hoạn đã thiêu dụi khu vực tường ngoài rộng khoảng 3.600m2 và 400m2 nội thất. Tuy không có thương vong, nhưng vụ cháy gây thiệt hại trực tiếp 8 triệu nhân dân tệ ngọn lửa bắt nguồn từ mồi thuốc lá cháy dở nó bén vào các vật liệu dễ cháy như giấy gỗ mục và ván ép tre nằm trên bục ngoài trời của tầng 7. phía bắc tòa nhà đám cháy sau đó lan sang các bức tường phía ngoài đặc biệt là tấm nhôm nhựa cuối cùng gây ra hỏa hoạn người trong ngành cho biết một số tòa nhà cao tầng không được xây dựng và thiết kế theo chính sách và tiêu chuẩn quốc gia số khác thì do tiết kiệm chi phí an toàn phòng cháy chữa cháy đã cố tình mua vật liệu cách nhiệt kém chất lượng cắt xén Thêm nữa, bộ phận giám sát và quản lý xây dựng thì hỗn loạn, thường xuyên bán lại thầu vì xây dựng không phép. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại hơn là việc các lớp cách nhiệt dễ bắt lửa khiến đám cháy lan nhanh mất kiểm soát, đe dọa đáng kể đến kết cấu công trình. Đây không đơn thuần là sự cố cháy nổ mà là mối đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng và an toàn tài sản của người dân, bất kể liệu bức tường bên ngoài của tòa nhà đã vượt qua kiểm tra xây dựng hay không, các vụ việc đã tiết lộ những khuyết điểm đáng kể trong phòng cháy chữa cháy. Các công trình đậu phụ trong lĩnh vực xây dựng của Trung Quốc không chỉ giới hạn ở xây dựng nhà ở, mà còn lan rộng trên tất cả các lĩnh vực kỹ thuật, bao gồm các tòa nhà thương mại, đập nước, đường hầm, sân bay, đường xá, vân vân. Các dự án đậu phụ đã xảy ra nhiều lần với nhiều trường hợp bị phanh phui trực tuyến, bao gồm dùng tre nứa thay cho cốt thép, lấy ván gỗ làm ban công, xi măng giỏm. Các dự án kém chất lượng này thực sự đáng báo động. Hôm 25 tháng 1 năm 2024, một vụ sập lún đã xảy ra trên đường Phượng Thành 3 ở khu Tây An, khiến một chiếc xe điện hiệu Toyota bị lao xuống hố. Các nhân chứng cho biết, chiếc hố rộng khoảng 20 m2, sâu 3 m, chiếc xe sau đó được trục lên, trục đường bị ngăn lại để sửa chữa. Các vấn đề như sụt lún nền đường, ổ gà, lề đường bị sập trên quy mô lớn đã làm dấy lên cuộc thảo luận rộng rãi và chỉ trích tập thể trong cộng đồng mạng. Một cư dân hiểu biết bình luận vụ sập đường là do cắt xén để tiết kiệm chi phí, lượng bê tông bị giảm đi phần nửa, nên đường thi công không đúng quy cách. Ông chủ quen biết nhiều cán bộ nên bên ngoài không ai trúng được thầu, chất lượng thi công không được giám sát, làm giàu cho thiểu số nhưng gây hại đến công cộng. Đường này trước đây từng bị sụp lún, xe cộ qua lại luôn chạy nép vào lề, lo sợ tai nạn xảy ra bất cứ lúc nào. Trong năm qua, các vụ sụp lún đường giao thông xảy ra nhiều nơi trên khắp Trung Quốc, thậm chí gây thương vong. Tối hôm 25 tháng 12 năm 2023, một vụ sụp lún đã xảy ra trên đoạn đường đi từ Tập Ninh đến Phong Trấn, vùng ô Lan Sát Bố, Nội Mông, khiến bốn phương tiện bị hư hỏng, làm ba người thiệt mạng và số khác bị thương. Đoạn video được lan truyền trên mạng cho thấy một khu vực rộng bị sụp lún, có khoảng trống dài đến vài mét, khiến một xe tải lớn và ba ô tô nhỏ lọt xuống. Cabin của một xe đầu kéo cũng bị lọt xuống khe nứt, neo lơ lửng lưng chừng. Hôm 3 tháng 8 năm 2023, sau một ngày mưa lớn ở Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang và các khu vực khác, một phần nền đường của cây cầu gần đoạn 253-254 km từ Mẫu Đơn Giang đến Cáp Nhĩ Tân trên đường cao tốc Cáp Mẫu bị sụp lún khiến hai ô tô chạy qua bị lọt xuống, một ô tô màu đen bị ngập tới mui, một ô tô màu trắng bị lật và ngập một nửa. Chi tiết về thương vong không được chính quyền tiết lộ. Truyền thông nhà nước cho rằng chân cầu bị sụp lún là do tác động của mưa lớn. Nhưng cư dân mạng cho rằng vấn đề nằm ở chất lượng xây dựng. Nếu không phải chất lượng xây dựng cầu kém thì làm sao nó có thể sụp lún chỉ sau một trận mưa lớn. Trước việc đường giao thông thường xuyên bị sụp lún, cư dân mạng đặt ra câu hỏi, giờ còn ai dám lái xe ra đó nữa? Hôm 10 tháng 1 năm 2024, ông Từ, người dân làng Quan Độ, tỉnh Tứ Xuyên, trình báo đội thi công đã sử dụng tre nứa thay cho cốt thép khi đổ bê tông thi công đường giao thông, đề nghị cơ quan chức năng điều tra. Nhận được thông báo, các phóng viên đã lao đến hiện trường và phát hiện công trình đang thi công là con đường làng. Phóng viên ghi nhận nhiều ống tre được cắm vào bê tông đã được đổ một phần dọc theo con đường khoảng 1 km, nhưng thanh thép mỏng được sử dụng ở các mép đường phụ. Khi được hỏi, phía thi công đã phủ nhận cáo buộc cắt xén, khẳng định đang thi công đúng theo thiết kế ban đầu. Khi phóng viên hỏi các công nhân xây dựng, Họ nói rằng các ống tre không dùng để ổn định mà dùng để cố định các hộp sử dụng cho việc đổ bê tông có lưới sắt, còn việc sử dụng thanh thép mỏng ở các chân cầu đường, họ giải thích rằng bê tông vừa được đổ và có tính dính mạnh mẽ nên sử dụng thanh thép mỏng không phải là vấn đề. Cư dân mạng chỉ ra rằng thanh thép mắc khoảng 5 lần so với tre, thay thế thép bằng ống tre là coi thường nhân mạng. Một số cư dân mạng còn phân tích tre, gỗ, giấy nhựa, không thể kết dính với xi măng. Những vật liệu này sẽ không bao giờ hòa làm một với xi măng, nghĩa là xi măng bên trên và lớp nền bên dưới bị tách rời. Không những không có khả năng gia cố mà còn làm suy yếu sức bền. Mục đích thêm tre rất có thể sẽ khiến đường xuống cấp sớm hơn, tạo điều kiện cho một đợt sửa chữa đường khác và mang lại nhiều lợi nhuận hơn cho đơn vị thi công. Mỗi dự án xây dựng đậu phụ đều có đặc điểm là cắt xén chi phí. Việc sử dụng vật liệu xây dựng kém chất lượng là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến sự phổ biến của các dự án kém chất lượng ngay cả trong các dự án tự xây để tránh khỏi cạm bẫy của các nhà sản xuất vật liệu xây dựng giỏm cũng là việc rất gian nan. Sau nhiều năm làm việc chăm chỉ, ông Lộ đến từ Hà Nam đã tiết kiệm được 300.000 nhân dân tệ lên kế hoạch xây cho mình một ngôi nhà 2 tầng ở quê nhà. Do chi phí khá lớn nên ông Lộ đích thân giám sát chặt chẽ mọi khía cạnh, tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi bắt đầu. Sau khi so sánh các nhà cung cấp vật liệu xây dựng khác nhau, ông Lộ đã tìm được một nhà sản xuất gạch nổi tiếng với chất lượng gạch cao cấp, thậm chí ông còn đến tận nhà máy sản xuất gạch trước khi đặt hàng và lấy về hai mẫu gạch để kiểm tra chất lượng. Kết quả kiểm tra cho thấy gạch mẫu vẫn còn nguyên vẹn và chắc chắn ngay cả khi bị ngâm trong nước nhiều ngày. Cảm thấy yên tâm, ông Lộ đã bỏ ra hơn 50.000 tệ để đặt mua một mẻ gạch từ nhà máy đó. Để giám sát tiến độ thi công, ông quyết định nghỉ việc và tự mình giám sát mọi thứ. Nhiều ngày trôi qua, ngôi nhà hai tầng dài khoảng 16,5m, rộng 12,5m cũng dần dần ra hình. Tuy nhiên, khi chuẩn bị kiểm tra ngôi nhà mới sau khi hoàn thiện, ông Bàng Hoàng phát hiện những viên gạch trồng gần đó đã xuất hiện nứt và dễ vỡ khi nắn. Ban đầu, ông Lộ còn tưởng mớ gạch do mưa nắng có thể bị hư do tiếp xúc với môi trường, nhưng khi kiểm tra bên trong tường đã xây, ông phát hiện lớp thạch cao cũng bong ra. Ông lập tức gửi gạch đi kiểm tra tại bộ phận quản lý. Quá tức giận, Ông Lộ yêu cầu nhà máy gạch bồi thường, nhưng họ không chịu trách nhiệm gì khác ngoài việc đồng ý hoàn trả 50.000 nhân dân tệ đã chi cho số gạch. 300.000 nhân dân tệ, số tiền tiết kiệm cả đời của ông Lộ đã bị phung phí, biến ngôi nhà mới xây của ông Lộ trở thành một công trình nguy hiểm. Lĩnh vực xây dựng cũng là điểm nóng tham nhũng trong giới quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc. Theo thống kê, hơn 90% vụ tham nhũng lớn trong những năm gần đây ở Trung Quốc đều liên quan đến các dự án xây dựng. Theo Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương, ngành xây dựng được coi là tham nhũng nhất trong năm ngành hàng đầu. Việc hình thành các công trình đậu phụ có thể do nhiều nguyên nhân. Đầu tiên là một số nhà thầu vô đạo đức đã sử dụng vật liệu kém chất lượng, rẻ tiền để tối đa hóa lợi nhuận, biết rõ nhưng đã cố tình làm. Thứ hai, các công ty xây dựng cắt giảm chi phí bằng cách bỏ qua các quy trình xây dựng đúng đắn hoặc phớt lờ tiêu chuẩn, làm ảnh hưởng đến chất lượng công trình. Thứ ba, thông đồng giữa quan chức và doanh nhân, quan chức nhà nước nhận hối lộ và không hoàn thành nhiệm vụ phê duyệt, giám sát các dự án xây dựng tạo điều kiện cho các dự án kém chất lượng được thông qua. Cuối cùng, chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc che đậy các vấn đề về chất lượng xây dựng. Khi xảy ra tai nạn do chất lượng xây dựng kém, chính quyền nhà nước thường quy nguyên nhân là do yếu tố tự nhiên, để cho các quan chức và chủ thầu liên quan trốn tránh trách nhiệm và coi thường an toàn công cộng. Ngay cả truyền thông nhà nước của chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng thừa nhận tham nhũng là nguyên nhân cơ bản đằng sau các dự án xây dựng đậu phụ không đạt tiêu chuẩn. Họ so sánh tình trạng tham nhũng trong giới quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc như là mối đục khoét luật lệ quy định và lương tâm con người, dẫn đến nhiều dự án xây dựng tiềm ẩn đầy rủi ro, yếu đuối và tỷ lệ tai nạn cao. Một bài báo được Nhân dân Nhật Báo đăng lại đã mô tả tình trạng tham nhũng đằng sau các công trình xây dựng đậu phụ rằng, trong lĩnh vực xây dựng, với những dự án có giá trị cao, doanh nghiệp há hốc mồm trước viễn cảnh trúng thầu, dùng tiền để móc nối với quan chức tham nhũng. Kẻ thì hô hào, kẻ thì chống lưng, các doanh nghiệp vô đạo đức cấu kết quan chức tham nhũng, cắt giảm chi phí vật liệu xây dựng và thiết kế nhằm mục đích tối đa hóa lợi ích. Kết quả là các dự án đậu phụ, các tòa nhà tồn tại trong thời gian ngắn và các dự án bong bóng đầy mùi tiền bạc và quyền lực lần lượt nổi lên hết cái này đến cái kia. Nhà văn Trung Quốc Lý Thừa Bằng từng viết, không cần phải tìm kiếm chi sự thật mà ai ai cũng biết tổng, càng biết nhiều sự thật, chính quyền càng mất công che đậy. Giống như những ngôi trường học đậu hũ hồi trận động đất ở Vấn Xuyên, sự thật và sinh mạng của hàng nghìn đứa trẻ phải mãi mãi bị chôn vùi dưới đống đổ nát.